À, như vậy em thấy rất là ổn cho đến thời điểm này ạ. Năm mới á, nhà trai là có một cái gọi là một điều may mắn đầu tiên là chào chị. Đây là một người bạn còn tinh khôi của em, nếu như mà hai em bấm nút xinh xắn luôn. Rồi nói cho bà mới biết mình có mấy mối tình rồi em. Dạ thì chú đen cũng có hai mối tình chính thức và một mối tình phụ. Mối tình mà có phụ nữa hả? Cái nghĩa là mình chia tay xong á là bắt đầu mình mới, nhưng thời gian sau mình mới quen cô đó, trong khi hai cái cô đó thì được mình công khai, còn cái cô kia thì mình chỉ là đi uống nước này kia thôi. Vậy là không phải. Rồi chào anh trai, ngồi đi em. Bây giờ nhà gái mình giới thiệu về bản thân mình một chút nào. Dạ xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh ạ. Xin chào em. Dạ chào bạn Nam bên kia và tất cả quý vị khán giả ở trường quay và trên truyền hình ạ. Dạ nhân dịp năm mới 2021 thì em xin chúc tất cả mọi người là một năm mới luôn bình an, mạnh khỏe và thật là vui vẻ ạ. Em tên là Đinh Thị Thanh Thảo ạ, năm nay em 30 tuổi, em là giáo viên dạy toán ở Bình Dương ạ. Hiện em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Tức là ba mẹ mình ở Bình Dương luôn? Dạ không, ba mẹ em thì ở Hà Nam ạ. À quê của mình là ở Hà Nam đúng không? Rồi. Xin mời nhà trai ạ. Em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Phương Cương. Năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Cương làm gì? Dạ em là nhân viên sản xuất motor. À quấn motor điện đó hả? Dạ. Quê em ở đâu Cương? Dạ quê em ở An Giang. Mình có ưu điểm khuyết điểm gì hả Cương? Dạ ưu điểm là biết hát, biết đàn, ham học hỏi. Khuyết điểm là gì? Dạ khuyết điểm là hay đi vô bếp ăn dụng. Ăn dụng hả? Dạ. Trời ơi, chị ăn dụng là dễ thương mà. Còn mình thì sao nào? Em thì ưu điểm của em đó là em trách nhiệm với cái công việc của mình ạ. Gần như là mình đúng giờ. Nhược điểm của em là em nấu ăn thì không có ngon ạ. Em cái khả năng nhớ đường của em thì hơi dở. Nên mỗi lần nhìn thấy mấy anh cảnh sát là em sợ lắm. Một phản xạ tự nhiên là thấy đã thấy là run rồi ạ. Có khi mình không làm gì luôn nhưng mà thấy là sợ rồi ạ. Đường tình duyên bằng nữ thế nào? Từ thời lúc bắt đầu sinh viên đến giờ thì em cũng có quen thích một bạn, nhưng mà trong đội tình nguyện của em, tuy nhiên là chúng em chỉ ở mức độ bạn bè. Khi em đi làm rồi thì môi trường làm việc rồi công việc mọi người rất là tốt, vui vẻ, thành ra là thời gian nó cứ bẵng qua như vậy. Em thấy rất là ổn cho đến thời điểm này ạ. Năm mới á, nhà trai là có một cái gọi là một điều may mắn đầu tiên là đây là một người bạn còn tinh khôi của em, nếu như mà hai em bấm nút xinh xắn luôn. Rồi nói cho bà mới biết mình có mấy mối tình rồi em. Dạ thì chú đen cũng có hai mối tình chính thức và một mối tình phụ. Mối tình có phụ nữa hả? Cái nghĩa là mình chia tay xong á là bắt đầu mình mới, nhưng thời gian sau mình mới quen cô đó, trong khi hai cái cô đó thì được mình công khai. Còn cái cô kia thì mình chỉ là đi uống nước này kia thôi. Vậy là không phải phụ đâu. Dạ. Coi như hai mối rử đó. Nhưng mà lý do tại sao tụi em chia tay? Sâu đậm nhất á, là không muốn đăng hậu đối á. Nhưng mà bên kia người ta muốn bắt lại để gả chỗ khác á. Còn mối tình sau này á, là muốn đi đến hôn nhân luôn. Nhưng mà bạn gái đó lại bắt cá hai tay. Bây giờ á, nhà gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào? Thông báo coi giống bên đây không? Thực sự là em ấn tượng với những người đàn ông là chững chạc, có tính cách ấm áp và sẵn sàng chịu trách nhiệm và luôn suy nghĩ cho mọi người, không những gia đình mà có thể là cộng đồng nữa. Em cái yêu cầu là cao hay đẹp trai hay là nghề nghiệp phải ổn định hay như thế nào không? Thực ra ngày xưa học môn sinh á, em nghĩ là mình lùn rồi thì bạn nam cũng nên cao một xíu, sau này con cái mà cao ấy cũng từ 1m7 trở lên á, không nên đen quá. Có nghĩa là khi mà người ta yêu ấy, có khi xấu cũng thành đẹp luôn á. Nên thành ra là cái phần ngoại hình em không có, không quan trọng nhiều, không có đòi hỏi nhiều đúng không? Dạ. Đó bên đây nghe em cái đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Chắc cũng cỡ 60-70%. Chừng mà em cao 1m bao nhiêu? 1m73. Dạ cho em hỏi bên đó có yêu cầu chiều cao của nữ không ạ? Dạ thì chắc cũng tương xứng với em, cũng cỡ ngang nhau. Ngang lẽ mà em muốn 1m72 luôn hả? Dạ 1m cũng cỡ 63-64. Dữ vậy. 53-54 được không? Cũng được nha. Cũng được. Cũng nhanh dữ vậy. Ba phải dễ sợ luôn rồi. Ông muốn hỏi gì ông hỏi đi. Sao? Em gái không thích điều gì ở đàn ông nè? Em không thích người gia trưởng ạ. Tiền khô à? Không thích gì nữa không? Bạn nam hút thuốc lá. Có hút không? Dạ không. Không có hút. Nói chung bên đàn gái không thích điều gì đàn trai, không bao giờ có điều đó. Em có yêu cầu bạn gái của em như thế nào không? Giờ cũng không biết yêu cầu gì nữa. Ủa, bây giờ mình muốn bạn gái mình xấu hay đẹp, nước da trắng hay đen? Chung thì già cũng già cũng được đó. Dạ, trắng trắng thì
chắn chắn tốt phải không? Ừ. Rồi cậu được ước thấy một mẫu hình giống ai nè, tưởng tượng cho nó dễ đi. Dạ, Thủy Tiên được. Bên kia Thủy Triều được không? Dạ được. Một cái câu cuối cùng em chốt hạ lại đi, là giờ em có đặt nặng về chiều cao hay không thôi. Dạ cũng không lắm đâu. Dạ. Ê, vậy là được rồi. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mẹ. Dạ chào cô Hồng Vân với chú Huyền Linh. Tôi là mẹ của Phương Cương. Nhưng tôi thấy cháu này là hiền, cái nét mặt cũng có hậu, cũng có duyên, là tôi cũng vừa bụng. Đó. Tôi mong muốn cho hai đứa sẽ tìm hiểu nhau. Rồi. Nhà gái đi với ai? Gái đi với ai vậy? Dạ em đi với bác của em với bạn đồng nghiệp ạ. Xin chào chị Hồng Vân và xin chào anh Quyền Linh. Xin chào. Tôi là bác họ của cháu Thảo. Và sau đây còn phần nhận xét thì em xin được nhường cho bạn đồng nghiệp của cháu Thảo ạ. Rồi, mời bạn. Con chào chú Huyền Linh, con chào cô Hồng Vân ạ. Con thì xin phép thay mặt bác để chia sẻ một chút với chương trình. Con thì là đồng nghiệp của chị Thảo thì cũng đã được 4 năm rồi. Bản thân chị Thảo là một người rất là tốt bụng, luôn biết quan tâm và giúp đỡ mọi người. Về anh bên này thì khởi đầu thì con nhìn thấy anh hiền, chắc có thể là sẽ bao dung chị của em. Dạ, anh đẹp trai không? Cũng tương đối đẹp trai ạ. Anh có xứng với chị không? Dạ, con nghĩ là cũng hợp với chị của con. Dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ, mở rào đi. Mở rào. Rồi, bước tới đi em. Dạ con này luôn à, đứng lên nè. Dạ, anh có món quà tặng em, thôi để anh ăn trước cho. Dạ, cảm ơn. Em cũng có món quà mới gặp lần đầu tiên chụp mũ liền ha. Đây là quả địa cầu em tặng anh với cái ý nghĩa là trên bề mặt của quả địa cầu thì có dãy núi, có dòng sông, đương nhiên là nó mấp mô đúng không? Nhưng về hình chung thì chúng ta đều thấy là nó là hình tròn. Tức là trong cuộc sống cũng như vậy. Con người hay là những cái thăng trầm mà anh trải qua thì chắc chắn sẽ có lúc làm anh buồn. Nhưng em hy vọng là anh luôn luôn vui vẻ để vượt qua nó. Rồi, cảm ơn em. Năm mới. Dạ, em chưa biết nói gì đâu, anh nói trước đi. Thì anh cũng vậy á. Anh cũng vậy kìa. Thích của anh là gì ạ? Anh thích đàn, thích hát và thể thao. Nói chung thì lúc ấy thì nó chuẩn bị trước hết trơn rồi, sao lên đây kính hồi hộp quá. Giờ anh có thể tặng em và quý vị khán giả một bài hát được không ạ? Được. Thôi chừng quên nữa nha. Đứng luôn hả? Bước tới sát bên nó luôn. Nào. Dạ, anh sẽ hát bài hát được mình tên đừng hát bài quê ngoại. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoại một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài ru bụi ngùi, bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Em cũng muốn tặng anh một bài thơ. Em là cô giáo dạy toán, hơi khô khan một xíu ạ. Mình gặp nhau trong phép thử ngẫu nhiên, xác suất nào cho hai đứa nên duyên. Không gian mẫu chứa chân thành chân ái, thì đồ thị tình yêu sẽ vẽ lại thành đường. Nếu thật lòng thương em, xin anh đừng có ngại, tọa độ nào cũng đi tới trái tim em. Còn có không? Hả? Cái bài này cũng đọc được không chú Linh? Được, đọc đi. 0963 489 800. Đó là số điện thoại của anh. Nếu một ngày em muốn khóc, hãy gọi cho anh nhé. Anh hứa sẽ không làm cho em cười, nhưng anh sẽ khóc cùng với em. Và nếu như một ngày em không muốn nghe ai nói nữa, hãy gọi cho anh nhé. Anh chỉ đến bên em và im lặng. Và hôm nay tại nơi này cùng chứng kiến của ông bà mối và mọi người, em hãy bấm nút hẹn hò cùng với anh nhé. Vì ôi ôi, ôi lãng mạn dễ sợ chưa. Vô ngọt vậy luôn á. Ngọt ngào luôn á. Dạ lát lại cho em xin lại số điện thoại ạ. Sao thầy thiện F1 gì để được không? Sao dạ, đúng cái suy nghĩ của mình không? Dạ.
mở rào ra thì thấy cảm xúc làm sao? Dạ, cái này khó nói lắm ạ. Khó nói nhưng mà nói được. Thực ra là lúc mà nghe anh tâm sự bên kia thì em cũng chưa hình dung ra là như thế nào ạ. Rồi khi mở rào thì sao? Tại thấy anh cũng run như em, thấy có cái giống nhau rồi đó. Giữa Đồng Nai với Bình Dương đó. Dạ, thì anh có thể qua em được mà, anh sắp xếp được. Đồng Nai và Bình Dương cũng gần ạ. Nói chung thì tại vì cũng anh có cái nghề tay trái á, là nhạc công á, hay đi đàn cho đám cưới á. Dạ thì nếu mà chắc hẹn hò vào thứ bảy chủ nhật thì cũng sẽ ít, nhưng mà em sẽ cố gắng sắp xếp ngày thường. Nói chung cũng có chủ nhật nhưng mà nó ít vậy đó. Dạ. Dạ hiểu mà, em hiểu mà. Vì mình cũng người đi làm rồi á, nên là sẽ thông cảm được á. Rồi. Dạ. Yêu xa gì có ghen không? Yêu xa gì em có ghen không? Thực ra yêu thì phải tin tưởng ạ. Khi mà không còn yêu nữa thì nên cứ thẳng thắn nói với nhau ạ. Em cũng là lo về nhà mà mẹ cũng hỏi á, mọi người cũng hay hỏi. Thì em mới nghĩ ra một cái cách, đó là nói với mẹ là đang dịch, thì người yêu con không có về được. Mà ngày hôm nay tới đây thì em hy vọng là anh có thể không sợ dịch về với em. Thôi. Đi Hà Nam bao giờ chưa? Dạ chưa. Trời ơi, Hà Nam đẹp khủng khiếp. Có một ngôi chùa lớn, thật là lớn luôn. Dạ. Trả lời đi, trả lời đi đã. Dạ. Người ta nói như vậy thì... Đâu sợ dịch đâu. Thì đó thì phải trả lời chứ. Hà Nam. Hà Nam, được em. Trả lời liền. Dạ. Tính tới luôn, nào tới luôn. Rủ em về Hà Nam xong về đâu nữa? Có mẹ đây, xin mẹ luôn. Mẹ năm nay cho con về Hà Nam. Mẹ hôm nay cho con về Hà Nam cái mà. Mẹ cho, thấy không? Trời ơi, con lạnh đứng lên thức. Quá trời. Hai đứa nắm tay luôn. Ôi dạ, không cần bấm nút à? Tí nữa, bây giờ nắm tay nói lật đấy. Nôn bấm nút rồi. Không cho cần nắm, bấm luôn. Có nó nắm tay rồi bấm gì nữa. Thấy chưa? Đúng rồi. Trời, xin mẹ hôn cái luôn đó. Đi, khỏi bấm luôn. Trời ơi. Dì thấy bạn này đưa bạn này về Hà Nam được không dì? Được đúng không? Bên đây đã cho phép Tết là cho con về Hà Nam. Được. Bác cho con xin phép hôn bọn em cái. Khỏi bấm nút luôn đó, qua coi như là đi thi mà vô thẳng đó, đậu thẳng luôn. Khỏi bấm luôn đi. Chín tóc rồi nha. Hả? Chín tóc rồi nha. Sống theo hiến pháp và pháp luật hả? Cô giáo là phải sống đúng. Thôi trên sàn cũng được. Nói chứ à, dạ. Hình như là cũng đúng hệ đúng không? Dạ. Em thấy trái tim rung động không? Dạ rung động. Em gái. Dạ. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Hai đứa em xin chúc cho anh Bình Linh và chị Hồng Vân cùng toàn thể khán giả đang trường quay một năm mới vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Trời, tưởng đâu chàng trai lù phù ai về thả thính ngọt xớt như vậy đó. Chúc hai bạn trẻ sẽ có một tiếng nói chung, càng sớm càng tốt, và thông báo tin vui chúng tôi.